September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control in the driver's seat, but my hands are slipping off the wheel. Now the tables have turned. Hello cho các bạn, hôm nay Taylor sẽ chia sẻ cách nấu bún măng vịt. Bún măng vịt ngày hôm nay Taylor có một con vịt rất là to. Cái vịt này Taylor mua ở chợ này vịt đông đá nha các bạn. Cái này mình mua chợ Mỹ. Cái này là vịt của product of USA, là vịt của Mỹ chứ không phải của Canada. Thường thường Taylor hay mua của Canada, nhưng hôm nay Taylor mua của Mỹ. Cái vịt này rất là ngon. Nó đông đá nhưng mà rất là tươi, cái thịt nó trắng lắm. Thay là mua về, thay là rửa sạch sẽ, rửa nước muối nha. Sạch sẽ, con vịt không có cần phải nhổ lông gì hết, tại vì nó làm rất là sạch luôn. Con vịt này thì khoảng chừng gần 7 pound và là 3 ký đó. Nguyên liệu thứ nhì là không thể nào mà thiếu măng khô. Ở đây thay là có 2 bịch măng khô, khoảng chừng nửa ký. Nửa ký măng khô này thay là sẽ thay là đã ngâm qua đêm rồi cho nó mềm bớt á. Tại cái măng khô này mình nấu rất là lâu. Thì là sẽ dùng cái nồi áp suất, nồi instant pot, mình nấu cho nó nhanh. Cái măng khô ở đây. Đây là bún thì là đã luộc sẵn luôn. Còn đây là rau cải thì mình có củ cải, bắp cải trắng nha. Bắp cải trắng này thì là sẽ bào ra, mình sẽ làm gỏi đó. Đây là củ hành trắng nè. Rồi có rau là thì là có rau rau găm nè, rau húng nè, ngò nè, hành nè. Gừng, hành tím, tỏi, ớt, chanh để mình làm nước mắm. Rồi để bắt đầu thì Taylor sẽ đi bỏ cái măng này, mình nấu cái nồi instant pot nửa tiếng để cho nó mềm nha. Taylor cho hết măng vào cái nồi instant pot này. Mình bỏ nguyên một miếng giống vậy luôn. Mình nấu để hồi nữa mình cắt cho nó dễ á. Chứ mình nấu cắt nhỏ ra rồi nấu nó sẽ nát. Sau đó thì là cho nước vào, miễn sao nước mà ngập cái măng là được. Đó, thế là cho 2 cái cup nước bự vậy này. Thì nó ngập cái, miễn sao mà ngập cái măng là mình nấu được rồi. Đó, sau đó mình sẽ đậy lại. Rồi, cái nồi Instant Pot của Taylor là 6 quart. Nó có nhiều chức năng lắm. Hôm nay Taylor sẽ dùng cái loại mà nấu meat stew. Mình sẽ nấu cái măng này nửa tiếng. Ba mươi phút high pressure normal. Rồi mình để đây mình nấu 30 phút nha. Bây giờ sẽ cắt, bây giờ mình sẽ cắt bớt cái mỡ mà ở trên cái vịt nè. Vịt ở trên cái chỗ cái cổ á thì nó rất là nhiều mỡ, thế là cắt bớt đó, cắt bỏ luôn miếng da này luôn. Đó, mình lạng ngay chỗ cái mỡ nè, bỏ mỡ bớt, tại vì nấu mỡ nhiều quá nó sẽ ăn cũng không tốt. Đó, các bạn thấy cái thịt á, cái thịt nó cũng đỏ cũng đẹp vậy thôi luôn. Con vịt này thấy là ăn nhiều lần lắm và mua nhiều lần. Cái này là thịt vịt ở chợ Winco Food nha các bạn. Nếu mà các bạn nào mà ở chợ gần chợ Winco Food, 2 đồng 98 cent một pound. Con vịt này gần 7 pound thì là mua 20 đô á. Đó, mình lạng bớt mỡ sơ sơ gì là được rồi. Sau đó thì là sẽ bỏ vào mình đem đi luộc nha. Đó, nước đang sôi thì là sẽ bỏ con vịt vào. Mình bỏ từ từ nha, tại vì nước nó sôi đó. Rồi theo là sẽ bỏ nửa củ hành tây vào nè. Mấy lát gà thợ gừng vào luôn cho nó thơm cái nước. Và cái vịt này á, nó nổi lên trên nè. Rồi mình sẽ vớt bọt với lại mình tưới cái nước nó lên cho vịt nó từ từ chín luôn thôi. Hồi nó mình lật qua. Đây là hành lá nè. Theo là cắt cái gốc mình để lại, để mình bỏ vô cái nồi bún.
Còn ở lá dưới thì mình cắt chung với lại ngò, mình để vào tô bún lên trên, trên tô bún cho nó đẹp. Mình bỏ lên tô bún cho nó đẹp. Hành tây thì mình đào mỏng ha, để mình ngâm giấm để trộn với gỏi cho nó thơm. Hành này thì là sẽ đổ giấm vào khoảng chừng 2 muỗng canh. Đây là ngâm trong giấm thôi, mình không có lấy cái nước giấm. Cái này là nửa muỗng cà phê muối, 2 muỗng canh đường. Đó, mình trộn lên giống vậy nè, hồi cho nó thấm cái mình vớt, cái mình bỏ vô, mình trộn chung với lại gỏi á, bắp cải. Đó, lâu lâu mình xay qua mình vớt bọt cái nước luộc vịt nè, vớt bọt. Rồi mới đây mình đã ra mỡ nè. Thay là sẽ bào bắp cải bằng cái đầu bào này luôn. Cái đầu bào của thay là thì ở dưới á, nó có cái đầu chỉnh, chỉnh mỏng hay dày á, tùy theo mình thích. Cái này thay là mua trên mạng Amazon, có gì thay là để link cho các bạn mua nha. Rồi bây giờ mình bào cái này thì rất là nhanh. Giống như đây, nó mỏng mỏng như vậy nè. Hoặc là mình muốn mỏng hơn cũng được, nhưng mà khi mình trộn á, nó sẽ xẹp nhanh, cho nên cỡ này là được rồi. Mình đổ ra cái thau, mình không có cần phải rửa lại nha, tại thay là nãy rửa rồi á. Mình rửa cái củ cải sạch là được rồi, rất là nhanh luôn. Nhờ cái hành tím này thì là sẽ hạ bào rồi xong rồi đem đi sấy để mình để vô bún với để vô gỏi ấy, rất là ngon. Đấy, cái đồ này nó bào rất là ngon luôn nè, đó nó mỏng như vậy luôn. Rồi sẽ bỏ vô cái chén, mình đem đi sấy cái hành này lên. Đó, gừng thì mình thích bằm á thì mình bằm, còn nếu không mình sẽ cắt sợi. Thì là thích ăn sợi nó ngon ấy. Này mình để chấm vịt á. Cái nào mình sắc sợi đẹp á thì mình sắc sợi, còn nếu không mình bỏ lên mấy cái lộn dụng á. Cái ăn hồi nữa mình bằm nhỏ giống vậy nè. Ăn cho nó bỏ khi mình chấm vào miếng vịt á, nó thơm á. Rồi bây giờ thay là sẽ làm luôn nước mắm nha. Nước mắm thì thay là cắt cái chanh này nha. Mình sẽ cho hết cái chanh này vào cái tô này nha. Nếu mà chanh có nước á thì mình dùng một trái thôi, còn nếu mà không có nước á thì mình dùng một trái rưỡi. Thì mình cắt luôn cái muối chanh, mình thảy vô cái tô chanh luôn. Cái muối chanh thì bỏ vô cái tô chanh á, mình làm nước mắm rất là thơm. Thế là cho đường nha, rồi mình nêm lại. 5 muỗng canh đường. Sau đó thì là cho nước dừa. Nước dừa. Cái này nước dừa. Này là nước dừa trong cái chai giống gì đây. Còn nếu không mình dùng nước dừa soda cũng được. Thế là sẽ dùng. Này là nửa cup nè. Thế là cho nửa cup. Thế là sẽ cho 5 muỗng canh nước mắm vào trước. Thế là cái này mình làm ngọt ngọt mặn mặn cho cái nước mắm này á, mình chấm vịt nó ngon. Rồi cuối cùng thì là sẽ thả nước tỏi vào nè, rồi mình sẽ thả ớt vào luôn. Wow, một tô nước mắm rất là ngon luôn. Rồi vịt này mà mình kiểm tra coi nó chín hay chưa thì mình đâm ngay chỗ cái đùi nè, đâm sâu thiệt sâu. Nếu mà mình rút ra nó không còn chảy máu á thì cái vịt nó đã chín nha. Đó, thì là thấy vịt chín rồi. Bây giờ mình lấy lực tắt lửa, mình lấy con vịt này ra. Rồi măng sau khi mình bỏ trong nồi áp suất mình hấp hoặc là mình nấu
nửa tiếng thì nó mềm giống gì đây. Bây giờ Taylor mới lấy ra, Taylor gửi nước lạnh lại cho nó bớt cái mùi hăng của măng á. Rồi bây giờ Taylor cắt sợi sợi giống như khoảng cỡ này nè, mình cắt sợi giống như đây. Cái này là chấm nước mắm gừng là số 1 nha các bạn. Rồi bây giờ theo là sẽ nêm đường, muối với lại bột nêm chay á, 1 muỗng canh muối, 2 muỗng canh đường, 2 muỗng cà phê bột nêm chay. Rồi mình bỏ vô. Sau đó thì là cho luôn hành lá, thì là cắt khúc nè, vào luôn. Mình sẽ nêm như là theo khẩu vị của gia đình mình nha. Đây là cái nồi súp măng của Taylor. Wow, nhìn hấp dẫn ghê chưa. Đó, Taylor mở miếng hành, miếng ngò vô để cho nó thơm cái nước á. Bây giờ cái nước súp của mình nêm nếm đậm đà rồi nha. Mình phải đem nếm đậm đà một tí mới bỏ vô cái bún nó mới ngon. Đó, đó cái măng nè. Đó, Taylor thích ăn nhiều măng. Đây có một bộ đầu lòng mới bỏ vô luôn đó. Để một chút nữa là nó chín là ăn vừa, không có bị chín quá. Đó, măng nè, ngon. Rồi bây giờ Taylor đã ready để làm gỏi. Thì giấm là giấm trắng nè. Thế là lấy 3 muỗng canh. Một muỗng canh nước mắm nè. 1/4 muỗng cà phê muối. Đường thì theo là cho khoảng chừng 2 muỗng canh. Khuấy lên. Tiêu. Khuấy lên cho nó tan đường hết rồi mình nêm lại. Sau đó thì là lấy bắp cải nè, mình ăn nhiêu mình chọn nhiêu ha. Đó thì là lấy một mớ ít giống như đây. Đó sau đó thì là lấy dao húng với lại rau găm, mình tấm lại, mình lấy kéo mình cắt. Đó, thôi là lấy cái hành nãy mình ngâm giấm đó, mình lấy một ít. Đó, thôi là lấy mấy cái thịt mà có xương á, mình bỏ qua, mình trộn với gỏi cho nó được, nó có mùi vị thịt vịt á, nó ngon á. Sau đó mình cho một ít này vào, khoảng chừng 2 muỗng canh thôi. Rồi mình trộn lên, mình thấy không có chưa vừa ăn thì mình cho thêm nha. Mình cho nhiều quá cái nó, cái dao của mình nó sọt hết, nó không ngon. Đó mình thấy nó hơi ẩm ẩm giống giống gì nè là đủ rồi. Đó cái gỏi của mình rất là ngon luôn rồi đó. Rồi sau đó thì là sẽ cho một tí nước mắm ớt lên để cho nó có nhìn hấp dẫn hơn tí á. Rồi mình sẽ cho hành sấy lên luôn nha. Mình bỏ gừng vô nước mắm nè, rồi gừng sợi luôn. Rồi thì là sẽ bỏ cái nước súp vào tô bún măng vịt nè. Đây là món bún măng vịt thì là mới hoàn thành xong. Wow, nhìn hấp dẫn quá các bạn ơi. Cái tô, nhìn cái tô bún nè, cái nước rất là trong luôn đó các bạn thấy không, cái nước rất là trong. Rồi theo là có thêm hành phi ở trên, đây là măng, nhìn hấp dẫn ghê. Đây là ớt, rồi nước mắm gừng, nước mắm gừng nè. Rồi ở bên đây theo là có gỏi vịt nè. Vịt thì mình không qua, mình cắt miếng mỏng mỏng rồi xong rồi mình để xung quanh cái dĩa gỏi. Ở trong cái dĩa gỏi thì mình cũng có trộn sơ sơ vịt. Rồi cái dĩa gỏi đây nè, mình cũng gắt hành phi lên, rau cải với lại bắp cải nữa. Wow, nhìn ngon quá. Bây giờ mình đã ăn thử miếng nè. Rồi thưởng thức miếng măng nè với miếng gỏi trước coi. Ngon quá trời. Lấy miếng vịt nha.
Cắm mắm gừng vô nè. Thịt vịt rất là ngon. Ăn vịt rất là ngon. Không có bị hôi lông gì hết. Quá ơi là ngon luôn á. Gỏi ha. Gỏi chua chua ngọt ngọt. Không có bị sụn lắm nè. Cái gỏi nó còn rất là tươi. Thơm quá luôn á. Các bạn nhìn thấy cái tô bún trong veo, nhìn nước rất là ngon. Thế là chúc các bạn thành công với món bún măng vịt ngày hôm nay. Nếu mà thấy video hay, xin vui lòng bấm like và đừng quên bấm luôn cái nút subscribe với cái màn hình. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau. Bye bye.